Vỏ đã ha, mát ha. Vỏ này tao nói giặt được không? Được. Được hả? Ngàn đô mà không giặt được. Không, ý là sợ giặt nó chốc á mấy cái này nè. Khi đi mua già dán con cà té đập đầu nó không mua. Ờ đúng rồi. Đủ má không có quay nha, cà trội nước giống hàng giáp đó. Bị té đập đầu chứ, bị té đập đầu. Ủa rồi té rồi chứ. Cục luôn. Té đập đầu. Hôm qua bà giận quá, bà đi vô toilet, bà đi lẹ quá, bà té luôn. Nè cái chân bà bầm. Bà có thấy gì đâu trời. À dạ. Đó. Chân bà bầm luôn. Nay lấy nhiêu đây hả? Nhiều lắm nè má. Lấy nhiều ở 500 hả? Bà tham quá. Đó. Bà tham quá. Đĩ mẹ mày 700 hả, còn 500 mà cam. Trời ơi. Mà bình thường mà lấy có 300 mà hôm nay mà lên 500 rồi. Rồi. Đấy mà hôm nay lấy tăng nữa hả hay không? Đúng rồi. Đủ má mày gà dán chưa nó có thằng chơi đĩ mày đừng nói ra đủ cặc mẹ à dạ. Tiếp mục quay xong rồi lát rồi con kiếm vé số đi mọi người ơi, kiếm ngược chứ con đâu có biết phải có áp đồ rồi phải biết chỗ chứ đâu. Tiếp mục sao chơi đỉ mày biết chỗ lẹ dạ. Ờ áp xe đó đủ má lấy nó chạy đâu à có cộng dây hùng đâu, cộng dây hùng đâu ông nội này duyên có dấu cái này bán này trước nè. À, bán cái này chút nữa kèm kèm vô phải không? Ừ, cái bạn, này bán trước. Bạn vàng quá. Nãy nó lại đây nè cho tao kẹo bánh tao đâu lấy. Thằng này nó mê, thằng Quang nó mê nữa. Ê, hôm qua người ta hứa người ta cho tôi. Quay ngày xưa. Cho tôi lấy. Chỗ duyên quá. Ủa xưa nó quay phim hả? Ờ xưa nó cũng quay phim. À, trời ơi ghê vậy hả? À. Ai xưa quay phim nhỏ mà bữa giỡn với gì chất cái gì chất bật tội quá quăng ấy số quăng tiền à nhỏ đó đó quay phim mà ai biết mấy ngày nè giỡn này có chơi qua má mày đừng hốt nha mày đừng hốt nha nó chơi qua giờ đó đủ má mày hốt nha mày biết con nhỏ đó gì hết á gì chất mày bệnh xe đa đó không biết đủ má mày bệnh xe đa đó con mới biết con không biết nhỏ đó luôn á nè cộng với con cột này giùm đi ông nội cột nào cho kẹo con lấy luôn hả lấy khăn lau mặt cho bà rồi con ta giận rồi ghê quá lấy cái khăn của Gia Hân mượn khăn Gia Hân lau mặt cho bà chức đi nó đầu con tưởng là vợ mày với vợ ông Quang trời ơi cái suy nghĩ sao ngó ông Quang đẹp trai quả là sớm có làm mai thằng lấy vé số hôn cái cho 140 ông Quang đâu chịu nè ba hung cái được 140 đâu đâu vợ sớm thì chứ có cái thằng đó hung cái được 140 hết chứ vậy thôi hung cái được 140 rồi mày đủ má ối 140 già 140 đâu mày ối cho tao quá rồi đây trời ơi trời ơi má ối vô mặt luôn à không trang đâu đó chầm chặt luôn ê bà điếu tôi 140 nha mở uống của bà điếu tôi 140 giờ ai thiếu ai bà hiểu tôi đủ má mày còn thiếu là già dáng nha trời già ơi già dáng gì đâu già dáng trời có cái gì không mà ê đâu giờ ho dữ rồi ta ai nhắc chớp giờ chớp chắc ông giấy số hôm qua phải không vậy ông giấy số hôm qua lại vậy mà qua hết luôn ha về vui vẻ ha về trước luôn chắc lát rồi dò với số một con hôm qua mua cho khách đó chứ ê quan dò mà anh ê quan để em coi như là chật hết rồi đó 20 chúng là gì chứ hả là chúng là bả kêu rồi trời ơi ông sáu nè ông sáu qua em có nè chật mẹ nó rồi Cần Thơ ông sáu nè lên đường có 60 à có lên bướm không bướm gì 18 không có luôn rồi Cần Thơ 2418 không có không có cái nào hả bà không luôn lên đường nè nãy em bán em mua số á bà bán em số 50 58 sổ 57 trời ơi rồi 658 sổ 698 ê đi đâu ạ phải đâu ạ phải đâu có bả vậy ạ dạ thôi 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 bác.
653. Thằng nào lấy 11 đi mời sẽ trúng. Thôi, trúng mày dễ dọn đi. 653 lấy 11 của Hoàng. Lấy 11 chó hả? Một chó hả? Hoàng hôm nay có tin vui gì báo cho anh trước không? Hả? Tin vui chưa về. Tin vui chưa đủ chứ không phải chưa về, chưa đủ. Để đủ rồi mới báo. Đủ rồi, đãi mấy anh YouTube ăn ở luôn. Ê! Làm gì ho nè? Ôi ho quá trời quá đất kìa. Sao vậy? Uống thuốc ra vô á. Uống vô bị gì? Ê có 52. Có 52 là 71 nè. 71 không nè. Rồi lên đường. Má chơi đỉ giết lấy con lè lè luôn. Đường con á chứ con có lấy đâu thì mấy cái số rồi, mà ta buôn hộ 20 tờ mấy đó anh chị, rồi, mấy anh chị mà có nhờ anh Hưng á mua vé số giùm á anh chị ơi chặt hết rồi. Chứ có bán số lậu không có trúng, bán số giả. Số giả gì? Bán số không trúng. Về bán 11. Dạ uống dầu rồi. Cái gì nữa? Uống dầu, kiếm dầu uống. Thôi. Đây có gì có con chó vào trong đó nữa vậy? 11 là con chó không? Ê! Bố thằng đi đâu vậy? Trời ơi! Ê! Cái gì vậy? Bà đeo khẩu trang đi bà chất ơi. Thời tới chất ơi. Bà lấy khẩu trang ra bà đeo vô đi. Mở ra đây! Dạ! Dạ! Hai cái này nè hôi nè đủ má thôi. Dạ! Ê! Ê! Mấy cái cục này hôi lắm nè. Mấy cục hôi lắm hả? Đổ dầu vô. Đổ vô đây nè, đổ đây nè, đổ vô hai mít nè. Rồi móc ra cái 37 triệu đưa cho người ta cái 3,5 triệu. Ê, chơi đỉ mà bỏ gì đây hôi mà chở đâu ra vậy. Hả? Bỏ tài luôn, không có biết kìa. Đất hả trời. Sao cái gì cũng đỡ thừa con hả trời. Trời ơi, ghê quá à. Trông chưa? Trời ơi, ơi. Trời ơi. Miếng giấy ơi. Miếng giấy cho chất hả mà. Trời ơi. Trời ơi. Ghê quá. Trời ơi. Đây. Cái dầu qua rồi. Trời ơi, chùi cái đã. Để con giấy chùi tay đi. Bà thấy ghê quá. Trời ơi. Trời ơi. Quay ra. Trời ơi, vợ chú. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nè. Ê. Dám phục vụ cho chất thôi chứ ai dám phục vụ cho chất, thấy quan thương chất không? Trời ơi, đây bỏ nè, lấy cái mới nè bà. Thôi bỏ, bỏ đây vô rồi lấy. Giờ ông quan lăng thang qua quay à. Trời ơi, hỏi bà ở đâu quay đi. Quay gì? Quay vào hôm. Vào hôm gì? Bà bệnh. Thôi giờ thơm mà người ta đang bán nhưng cái kiều bầu vô quay cái ta hết bán rồi. Đó. Trời ơi, mày ngồi dữ hoài vậy. Trúng thuốc á. Thôi vậy mà uống nước đá nữa thiệt tình chứ. Giờ ho nhỏ đã đi chết ơi. Lát rồi gặp khách bán những số đừng ho chữ này thì chết. Đúng rồi, ho cái này chết luôn á. Lên cân thiện chúng con mưa nước lên là tao lên đó. Người ta kêu á là cái chai xỉn của chất đầu. Cái chai thuốc xỉn của chất đầu. Nè, bóp đi. Ở đây. Cho bà mấy cái khác đi. À, thuốc thiện á. Chụp lại cho người ta để người ta lấy kiếm cho bà. Ở bên đây có người đòi kiếm cái thuốc đó cho bà. Mà người ta không biết cái thuốc xỉn là thuốc nào. Cái ống thịt đó hả? Ừ, biết rồi, ống thịt đó đó. Đâu, đây cho tôi coi. Cái ống nào đâu? Cái mò cái gì mà lâu dữ vậy?
túi đâu, phải túi đô ghi môn đâu, mò dữ lắm. Có cái hạt cầm coi. Đâu, đi bán luôn cái gì? 5 ngàn bó túi. Nè. À, cái này hả? Ờ, bóp đây. Ờ, bóp sao? Mày không mở nắp ra bóp. Bóp. Hồi chưa có làm à? Hồi chưa không? Cái gì vậy? Đâu nữa đây? Rồi cầm này đi. Đâu có hiểu gì đâu. Đâu lấy cái chạy thuốc rồi được không? Được. Không, không có cho lấy được. Đó, giờ đúng rồi. Ventolin hay gì á. Đó. Đó. Đó nè, à, nè, cái này nè, có nhờ Ventolin đó, Ventolin đó, Ventolin đó nè. Đó. À, nói nó gỡ này về nè, mắc tiền lắm á. Cái này thuốc Việt Nam hay gì á, có thấy gì để nè, có chữ Việt Nam nè, bán thuốc bán theo đơn nè. Để chút nữa tôi chụp lại chút cho mượn nha. Chụp lại gửi người ta, ta gửi cho bà. Gửi qua một miếng bình bự nè, đi đâu bà không cầm bình nó vô theo. Bình này xỉn, nói xỉn. Bình đó bình xỉn luôn á, nhưng mà bình bự nè, bình. Vãi má, cái đó bình hơn. Nè. Cả nhỏ đi, hết cả nữa đi. Thôi được rồi, vô rồi. Không có ho nữa nha, ngồi ho cho đã đi, chút nữa đi bán cho người ta mà ho kiểu đó, người ta đuổi mình ra luôn. Gì vậy? Gì vậy? Đị ăn đị liếc mình nè. Đị liếc rồi mê trai. Kêu quen kia đi đéo chịu. Thằng nào? Thằng có bốn cây dằn nè. Trời ơi, thằng giấy luôn đi. Đi, không. Tôi lấy cho bà miếng mới. Không. Ghê quá. Con giấy chùi chùi xong rồi nhét vô bịch, chút nữa mà đưa giấy số cho người ta ai dám cầm. Tại nói giờ này Việt Kiều sắp cặt đi đâu lạnh lẽo hết rồi. Trời ơi, bắt buộc Việt Kiều là phải ra đây hả? Ra đây làm gì? Mua số. Bán trúng không? Ta có trúng đâu. À, sớm giờ tôi dò mấy chục tờ rồi, thêm của anh Hưng mấy chục tờ nữa, không có tờ nào trúng. Bữa nào bán trúng thử hai con sắp thử rồi, coi chơi rồi. Chết bán có ai chúng đâu khác chơi chứ. Rồi. Ai? Ông kia kìa. Ơi! Kìa vô kìa. Đâu nào bán chúng? Không có cho bà tiền không? Đi xa quá sao nhớ. Tao chúng ông nhớ. Chúng ăn ngủ 6 triệu, ổng 11 tờ. 11 tờ là 60 rồi. Ổng chúng hả? Ổng chúng. Ổng cho còn có 6 triệu. Cho bạn tờ muốn gì nữa? Lâu rồi. Ta chúng có 10 tờ cho bạn tờ muốn gì nữa? Chúng ăn ngủi mà. Có người kiếm gì chứ? Đâu? Ở taxi. Lên taxi về. Chúng cặt bán mà lên về. Nay sao bà mệt vậy? Nước lên là cả lên. Nước lên là sao? Là như sông nước ở đâu nhà mày có đó mày lên. Giống như cà bán bên Vĩnh Khánh hàng ốc á. Ừ. Nước chảnh ngập là cà lên rồi đó, mấy bà đi kiếm thuốc cho cà. Trời ơi, không gờ vô chứ rồi. Ủa là làm sao, tự nhiên cái nước lên cái bà lên là làm sao? Xỉn. Xỉn lên hả? À, nước lên là bị xỉn hả? Ngộ ha. Theo con dòng á. Ơi, Việt Kiều đẹp quá. Đây. Gì? Nói con trước rồi. Rồi, vô quay đi. Vô bán hả? Ừ, mệt quá, kéo ghế đàng hoàng. Rồi, kéo ghế đàng hoàng. Rồi, vô bán đi.